is now. Địa điểm tiếp theo sẽ là địa điểm đẹp nhất trong những ngày mà mình ở Thụy Sĩ. Và nếu các bạn đã theo dõi hành trình của mình rồi thì chắc các bạn cũng biết là mình đang nhắc đến địa điểm nào. Một ngôi làng cực kỳ đẹp, và phải nói là đẹp một cách chuẩn mực luôn, mà đến nỗi là mình nghĩ là không thể nào đẹp hơn được nữa. Và nếu có đẹp hơn thì chỉ có thể là đẹp theo một kiểu nào đó khác thôi. Hôm nay trời đẹp lắm luôn nha các bạn. Chứ mà không có nắng thì trời lạnh lắm, nhiệt độ dao động khoảng 10 độ C thôi. Ở đằng xa kia có rất là nhiều ngôi làng, và tí nữa là mình sẽ đến một trong những ngôi làng ở đằng xa kia. Ở đây thì cách trung tâm cũng khá là xa, chắc cũng khoảng là 5-6 km gì đó. Và trong phạm vi 5-6 km này thì không một bóng người luôn ngoài mình. Thực ra là lúc nãy cũng có một hai người gì đó, nhưng mà mình ở đây chơi chụp hình một hồi thì họ cũng đã về hết rồi. Mình đi đến đâu mình cũng thường đặt 2-3 camera rồi mình cứ đi chơi thôi, cứ đi chụp ảnh thôi. Camera thì mình cũng đặt đại thôi chứ không có dụng cụ nào hỗ trợ cả. Và nhiều khi thì góc quay nó cũng không có chuẩn lắm, không có cameraman nên nhiều lúc cũng hơi khó quay. Bây giờ thì mình đang đi qua bên kia đi chụp vài tấm ảnh. Có vài tấm ảnh mà mình đã post ở trên Facebook là được chụp từ góc ở bên đó. Giống như là đang quay lại hành trình chụp những tấm ảnh đi đời vậy. Mình ở đây lâu quá trời mà mình không biết mình đang làm cái gì nữa. Đoạn này là mình đang đi rồi mình trượt té nè. Chú mày nè. Nhưng mà mình cắt cái đoạn này rồi. Nhìn kìa các bạn, một khung cảnh cực kỳ Thụy Sĩ luôn. Nhà thì thưa mà còn có rất là nhiều thông xen kẽ nữa. Không thể nào mà yên tĩnh hơn được nữa. Mà ở Thụy Sĩ thì cực kỳ an toàn luôn nha các bạn. Nên là đến mấy chỗ vắng như thế này thì cũng không có lo nhiều lắm. Chứ mà vắng như thế này mà ở các nước khác thì cũng hơi ghê. Có nhiều ngôi nhà nhỏ nằm tuốt ở trên cái đồi ở đằng xa kia này các bạn. Ở trên đây chơi một tí cho các bạn xem view bao quát của ngôi làng, rồi tí nữa mình sẽ đi vào trong ngôi làng sau ha. Vì đây là video tổng hợp tất cả các video mà mình quay được, nên là mấy bạn thông cảm là sẽ không có nhiều video trong quá trình di chuyển đâu nha. Nếu các bạn có ý định đến đây thì mình nghĩ là các bạn không nên đến đây một mình đâu nha. Vì đây là một trong những nơi đẹp nhất mà mình từng đi, nên là các bạn đừng bỏ lỡ giây nào nha. Mình tin là các bạn sẽ không muốn bỏ lỡ một góc nào ở nơi này đâu. Các ngôi làng ở Thụy Sĩ thì hầu hết là nằm ở dưới chân núi Dĩ Alps, nên là lúc nào các bạn cũng sẽ thấy những dãy núi hùng vĩ nằm kế bên ngôi làng như thế này. Ở đây thì nhà rất là thưa, và dưới sự quản lý của chính phủ nên là họ không cho phép làm thêm nhà ở đây đâu. Và người dân thì người ta cũng không có ở đây nhiều. Như mình đã nói ở các phần trước thì ở đây toàn là rừng lá kim thôi. Và đây là cây thông Thụy Sĩ nha các bạn. Tên tiếng Anh của nó là thông Arola.
nó không giống như là cây thông ở Đà Lạt của mình đâu nha các bạn. Cây thông ở Đà Lạt của mình gọi là thông năm lá, còn cây thông của Thụy Sĩ thì giống như là cây thông Noel. À mà không, cây thông Noel giống cây thông ở Thụy Sĩ chứ. Mình ở đây một hồi rồi tí nữa mình sẽ đi xuống ở dưới kia, mình sẽ vào sâu bên trong ngôi làng luôn. Vì ở đây quá đẹp là mình không muốn xuống dưới kia luôn. Nhưng mà tí nữa thì đằng nào cũng phải xuống thôi. Vì homestay của mình nằm ở hướng đó, phải đi qua đó thì mới đến được homestay của mình. Bây giờ thì mình đang trên đường đi xuống để vào sâu bên trong ngôi làng, và mình sẽ cho các bạn thấy đẹp không góc chết là như thế nào. Các bạn có thể soi từng chi tiết ở trong cảnh vật ở đây xem có góc nào chết không nha. Nếu các bạn phát hiện ra góc nào chết ở nơi này thì để lại bình luận ở dưới để cho mình biết với nha. Cũng không phải tự nhiên mà người ta gọi Thụy Sĩ là đất nước đẹp không góc chết. Lúc nãy thì mình ở trên cái dốc kia nhìn xuống nha các bạn. Nếu mà ai đến đây thì có thể lên cái dốc đó để chụp hình và ngắm cảnh. Tại vì view ở trên cái dốc đó rất là đẹp, có thể nhìn hết bao quát cả ngôi làng. Mình đang trên đường đi xuống làng, đi đến đâu thì mình sẽ quay đến đó. Vì góc nào ở đây cũng đẹp cả, nên mình đi một đoạn thì mình sẽ dừng lại quay một chút. Lại là mấy con bồ vô cảm, hình như là nó đang tỏ thái độ khinh mình hay sao á. Hồi ở Ai Cập thì toàn gặp mấy con lạc đà vô cảm, bây giờ thì qua đây thì gặp toàn mấy con bồ vô cảm. Nhà ở đằng kia người ta lắp điện mặt trời trên mấy nhà kia các bạn. Thực ra thì cảnh ở đây đẹp sẵn rồi mà người ta còn quản lý và cải tạo tốt nữa, nên là tạo ra một khung cảnh hoàn hảo như vậy. Đường xá cây cối ở đây thì rất là chỉnh chu và không có rác. Đường ở đây thì người ta làm nhỏ thôi và được trải nhựa như thế này. Bạn có thể đi xe đạp ở đây, thấy dốc vậy nhưng mà cũng có rất là nhiều người đi xe đạp ở đây. Ngoài ra thì người ta còn đi một loại xe rất là dị luôn, và mình sẽ giới thiệu ở trong phần sau nha. Đến nỗi mấy cái cây này cũng đẹp nữa. Núi ở đây thì cực kỳ cao, toàn là núi đá và tuyết. Bên trên thì vẫn còn rất là nhiều tuyết nha các bạn. Đêm qua trước khi mà mình đến đây thì tuyết đã rơi nhiều thêm nữa. Hoa nở nguyên một vùng luôn. Đâu đâu cũng có hoa nở như thế này cả, chứ không phải như nhiều nơi chỉ trồng lên một nhúm để check-in bán vé thu tiền thôi. À, đây là khu vực tự nhiên, hoàn toàn miễn phí nha các bạn. Hoa chi chít luôn kìa các bạn. Đây mới gọi là hoa vàng trên cỏ xanh. Hoa cỏ gì mà phủ nguyên một vùng luôn. Toàn là các đồi dốc vừa phải thôi, kiểu vừa đẹp, hoàn hảo, không phải quá cao, cũng không phải quá thấp. Từ nãy đến giờ mình vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Cảm giác kiểu không thể tin nổi, giống như là vẽ ra chứ không phải là ngoài đời thực nữa. Thà nó bị lỗi một vài góc nào đó đi, đằng này là góc nào cũng đẹp giống như là vẽ vậy.
Phải nói mọi thứ lúc này là cực kỳ hoàn hảo luôn. Mình bây giờ thì giống như là đang ở trong bức tranh vậy. Yên tĩnh đến mức tuyệt đối, tại vì xung quanh này thì không có một ai cả. Ở đây không có một âm thanh nào khác ngoài tiếng gió và tiếng chuông của mấy con bò đang ăn cỏ cả. Nhiệt độ lúc này thì chỉ hơi se se lạnh thôi, kiểu như là vừa se lạnh vừa có nắng ấm vậy. Xem đường của nó này các bạn, đẹp mà sạch giá mang. Đi một mình mà xung quanh cũng không có ai, nên là không gian yên tĩnh một cách tuyệt đối. Hình như con bò này có chút cảm giác với mình rồi nè. Nhưng mà hình như nó cũng khinh mình hay sao á. Còn con bò này thì chỉ biết ăn thôi, không quan tâm đến thế sự. Bò ở đây quá trời luôn, mà đến nỗi bò nó cũng đẹp nữa. Bò thị sĩ thì rất là đặc biệt nha các bạn. Bò thị sĩ cho ra một loại sữa thuộc loại tốt nhất thế giới. Hàm lượng axit béo và protein của bò này rất là đặc biệt, và nó hoàn hảo để tạo ra những miếng phô mát rất là ngon. Và đó cũng là lý do tại sao phô mát ở Thụy Sĩ rất là nổi tiếng. Rồi, đến lúc phải về rồi. Và đây là homestay của mình nha các bạn. Đương nhiên là nó cũng rất là đẹp. Và bây giờ mình phải lên tàu đi đến địa điểm tiếp theo đây. Cứ sau mỗi nơi là mình lại lên tàu đi đến địa điểm tiếp theo. Ở Thụy Sĩ thì tàu rất là tiện và sạch. Các tuyến tàu thì nó trải dài hết tất cả các địa điểm tham quan luôn. Mấy bạn xe thì cũng không cần phải sợ đâu nha. Vì tàu Thụy Sĩ thì chạy rất là êm và sạch thoáng, giống như là bạn đang đi trên máy bay vậy. Và bạn còn được ngắm cảnh xuyên suốt trên đường đi. Và nhiều khi là mình nghĩ là bạn bận ngắm cảnh đến nỗi mà bạn sẽ không có thời gian để nhớ ra là mình đang bị say xe nữa. Địa điểm tiếp theo là một địa điểm cực kỳ đặc biệt. Chắc chắn các bạn sẽ ngỡ ngàng với sự hùng vĩ và độc đáo ở nơi đó. Đừng bỏ qua phần tiếp theo nha. Nếu bạn thích video này thì đừng quên like và đăng ký theo dõi kênh để cùng mình đi hết thế giới này nha.